Chào các bạn, hôm nay Thành sẽ hướng dẫn các bạn về email marketing. Phần thứ nhất thì mình sẽ hướng dẫn về tạo mẫu email có sẵn. Và phần thứ hai thì là sẽ hướng dẫn về phần tạo mẫu email đẹp. Thì tạo mẫu email sẵn là như thế nào thì hiện tại mình sẽ làm từng bước một. Đầu tiên là các bạn vào cài đặt. Sau đó vào phần led. Sau đó là chọn bật cái phần câu trả lời soạn trước. Ở bản tiếng Anh thì nó là can responses thì enable nó. Đó, ở bản tiếng Việt thì là câu trả lời soạn trước. Các bạn chọn nút bật và kéo xuống. Chọn lưu thay đổi. Thì ở đây Gmail sẽ load lại và bây giờ các bạn sẽ thử tạo một cái câu trả lời soạn trước. Các bạn vào nút soạn. Mở lên to lên này. Đây là chữ ký mà trước mình có hướng dẫn các bạn làm rồi. Và bạn xóa chữ ký đi. Bạn điền cái mẫu mà bạn muốn gửi cho khách hàng vào. Ví dụ mẫu này là mình sẽ gửi cho khách hàng dự án New Line. Thì mình điền là gửi anh chị gửi anh chị cái sau này ví dụ mình muốn gửi cho anh Thắng thì mình sẽ ghi là xóa chữ chị đi, mình ghi là sửa chữ xx này thành anh Thắng. Thông tin mới nhất về dự án New Line Tower Hạ Long. Đây là mẫu mình soạn chặn sẵn rồi, có link rồi, có sẵn link rồi. Có một nút này thì các bạn chưa thể tạo được. Đây là mình copy từ một mẫu khác. Đây chẳng hạn như mình tạo một cái mẫu này. Bây giờ mình sẽ lưu vào. Để từ sau mình gửi khách là mình chọn được mẫu này. Mình ấn vào nút tam giác dưới này. Cạnh nút thùng rác này này. Và chọn là câu trả lời soạn trước. Và chọn mở câu trả lời soạn trước mới. Sau đó mình sẽ ghi là New Line Tower. New Line Tower khách mới. Cái thư này mình sẽ dùng để gửi cho khách mới thôi. Ok. Có một cái điều đó là bạn không thể nó đính kèm, tức là không thể lưu mẫu đính kèm được. Tức là dù bạn đính kèm ở đây rất là nhiều tập tin nhưng mà không thể lưu mẫu đính kèm, mà chỉ có thể lưu text như thế này thôi. Bây giờ mình sẽ tắt đi. Mình sẽ soạn lại. Soạn thư mới này. Sau đó vào phần này, vào câu trả lời soạn trước và đây. Ấn vào chèn New Line Tower khách mới. Đó. Thì mình sẽ thấy ra toàn bộ cái mẫu thư mà mình muốn và bây giờ. Phần này mình sửa đi là gửi anh Thắng. Lúc nãy cái tiêu đề là bị sửa. Thông tin dự án New Line Tower. Đây mình sửa thành anh Thắng này. Mình sửa thế này. Căn hộ 2 phòng ngủ mà anh chị thích này. Ok. Lúc nãy mình xóa chữ ký đi. Tại vì nếu mà bạn để chữ ký ấy, thì nó sẽ hiện 2 lần. Đó. Và bây giờ mình có thể gửi. Mình có thể gửi rồi. Bây giờ mình sẽ thử gửi cho các bạn. Trong phòng mình. Ấn gửi. Ok. Thế là các bạn đã nhận được thư. Các bạn vào nút soạn này. Muốn xóa thứ này như nào thì các bạn vào câu trả lời soạn trước. Và đây có 3 phần, thứ nhất là phần chèn, thứ hai là phần lưu, thứ ba là phần xóa. Thì các bạn có thể xóa nó đi. Ấn vào nút xóa này. Và nó ok là sẽ xóa đi. Đó. Thì bây giờ là mình hết rồi. Chưa, không có câu nào mới cả. Ok, đấy là phần thứ nhất. Phần thứ hai mình muốn giới thiệu đấy là tạo email template, tức là mẫu email đẹp. Mẫu email đẹp là như thế nào? Đây là các mẫu email đẹp này. Các bạn có thể hoặc là các bạn vào trực tiếp những cái bên nổi tiếng.
Đây ví dụ họ đây, mẫu email này họ có màu nền này, họ có nút này, đó, họ có logo này. Thì đây là một mẫu email đẹp. Mình vào thêm một mẫu nữa nha, một mẫu của Facebook đi. Đây của Facebook này. Rất là khác cái mẫu bình thường của các bạn, của Twitter này. Đấy, Twitter này có logo này. Đó. Vậy thì làm nào để tạo mẫu email đẹp này? Thì các bạn có thể lên Google search là email template free, hoặc là rất nhiều cách, hoặc là free responsive email template. Xong rồi ấn vào một trong link bất kỳ vào bắt đầu tìm hiểu. Ở đây thì mình chọn link này và mình đây mình sẽ lấy template từ đây, template builder này. Đây là một tool của campaign monitor này, mình click vào và nó sẽ ra như thế này. Thì đây cái trang này hỗ trợ mình là tạo các cái template, chọn các template có sẵn và sửa thành cái template của mình. Bây giờ mình sẽ thử sửa thành template mà mình mong muốn, mình sẽ chọn mẫu này nhé. Chờ load. Hơi bất tiện một chút đấy là template này đã, các cái phần mềm hay là trang web hỗ trợ template miễn phí thì chủ yếu là bằng tiếng Anh. Thì đây trang web họ cho mình tạo template đây. Các bạn ở đây là bên trái này là các cái công cụ, ví dụ là tạo text này, thêm text vào này, thêm hình ảnh này, thêm khoảng trống này, thêm cái khoảng chia này, thêm nút này, hay thêm video. Đây mình sẽ dùng sẵn luôn, mình không chỉnh sửa nhiều. Chọn logo này, mình chọn logo hội quán, ok, chọn logo mình thích lên, thay đổi ảnh này, mình click vào ảnh, mình ấn replace, mình xóa cái dòng này đi, đó, ok này, mình sẽ sửa. Mình sửa theo mẫu của mình. Đó, mình sửa theo mẫu của mình. Ở đây link ấy, những cái bảng giá mới nhất, tài liệu, màu chi tiết hay là các thứ này về dự án này. Thì đây mình lấy ở đây. Mình vào cái phần bảng giá mình tự tạo. Mình ấn vào nút share. Và mình ấn copy link này. Thì khi mà mình paste link này vào đây. Đây. Mình ấn đây. Xóa link này đi chẳng hạn. Đây mình sẽ thêm thử bảng giá mới nhất vào đây này. Điền vào đây. Ok. Tài liệu màu chi tiết dự án này. Thì các bạn vào phần driver này. Đây vào catalog dự án này, ấn nút share này. Xong ấn copy link. Thì tất cả link này, xong rồi lại add vào cái phần tài liệu màu này. Bôi đen. Xong ấn nút link này. Ấn nút link này, xong rồi điền vào. Đó, chính sách bán hàng mới nhất. Thì đây cũng vào đây, cũng vào driver của mình. Nháy phải. Ấn nút share. Xong rồi ấn copy. Copy họ tự, nó tự copy cho mình. Xong rồi lại điền vào đây. Hình ảnh căn hộ 2 phòng ngủ. Hình ảnh 2 phòng ngủ thì bạn có thể đính kèm sau. Ngoài ra dự án đất cấp nóc này. Ở cái nút này, bạn click vào nút này, bạn điền là đăng ký xem nhà mẫu. Ví dụ nhá, link đăng ký xem nhà mẫu đây. Mình đã tạo sẵn một cái form này rồi, Google Form mình hướng dẫn tạo rồi. Ấn vào nút send này. Ấn vào nút giữa link này. Làm rút gọn link đi. Ấn copy. Ok. Và bạn điền cái link này vào đây. Thì khi mà khách hàng click vào nút này thì sẽ hiển thị ra cái link, cái form đăng ký của bạn.
Ở đây mình thiếu, mình sẽ thêm một cái content nữa, thêm một cái tag nữa. Đó, mình ấn vào tag. Đấy, nó tự thêm ở đây. Mình điền vào, ok. Mình thể add thêm các cái section vào đây. Section 2 cột, 3 cột hay 1 cột, hay là một cột ngắn, cột dài như này. Ở đây mình sẽ không add nữa. Ok, mình sẽ remove hết tất cả những cái dưới đi này. Facebook mình sẽ thêm vào này. Chẳng như là mình thêm Facebook New Line Tower chẳng hạn. Mình thêm website này, newlinetower.com này. Đó, thì khi mà các khách hàng click vào thì sẽ thấy những cái mà kênh của mình. Ok. Phần dưới này bạn có thể xóa đi. Còn nếu không xóa được cứ để đấy. Xong ấn vào preview. Nếu mà đã làm xong rồi ấn vào ở đây xóa nốt cái trên này này. Đây ok, một email này, template này. Ấn vào preview. Xong ấn vào phần finish and save, tức là đã hoàn thành. Sau đó bạn có thể tạo tài khoản luôn. Ví dụ tên mình là Thành Trần thì mình điền tên vào đây. Điền địa chỉ email ở đây. Công ty này, xong điền mật khẩu ở đây. Xong, hoặc là bạn có thể không tạo, muốn không muốn tạo tài khoản có thể ấn nút download HTML dưới này. Thì nó sẽ gửi, nếu mà ấn vào nút download này thì họ sẽ gửi một cái email về cho email mình. Đây, họ sẽ gửi email này như thế này. Và mình ấn download vào đây. Mình ấn download này. À, vẫn bắt tạo email, vẫn bắt tạo tài khoản. Đây mình sẽ tạo tài khoản. Get started for free này. À, mình chọn business này, chọn single team này. Các bạn cứ chọn theo mình thôi, không cần phải quan tâm nhiều đâu. À, chọn là vào nút xanh này, nút có màu xanh này. Chọn nút có màu đỏ này. Xong rồi chọn view preview này. Đó. Thì các bạn thấy sẽ thấy cái mẫu mà các bạn vừa tạo. Xong các bạn copy từ trên xuống dưới. Đó. Xong các bạn vào lại email. Ấn soạn. À, các bạn chú ý là xóa hết chữ ký đi nhá. Xóa hết chữ ký này. Điền vào đây là gửi anh. Anh hệ x gì đấy, thông tin dự án New Light Tower. Đây là ví dụ nha. Các bạn điền những cái vừa rồi vào đây. Đó, ok này. Xong mình sẽ lưu mẫu này lại này. Ấn tùy chọn câu trả lời chọn trước. Rồi mình sẽ lưu là gửi anh ấy. Ok. Ok này. Xong bây giờ mình sẽ gửi soạn một cái mẫu để gửi cho cả phòng. Đó, chèn cái mẫu này vào. Đó. Gửi phòng HQ23. Ok. Các bạn check inbox. Chắc là sẽ nhận được email rồi đấy. À, đấy là toàn bộ hướng dẫn chia sẻ của mình về phần email. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.